Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay trong cái mục mà ăn gì buổi sáng ở Thanh Đa Bình Quế, mình với mấy hôm nay hai đứa nhỏ mình nghỉ, My nghỉ nhưng mà Na cũng muốn xin nghỉ với chị luôn, nên mình chở My với Na với là Tím là con chị Loan á, ba đứa đi chơi. Mình cũng ghé vô chỗ này để ăn sáng nè, mình giới thiệu mấy bạn chỗ này luôn. Cái hướng trước mặt mình khoảng 200m phía trước á là cái ngã tư Thanh Đa Bình Quế. Nếu các bạn đi từ cầu Kinh đi vô á là tới ngã tư, rồi các bạn quẹo tay phải là vô cái chạy cuối đường, các bạn sẽ thấy cái quán bún bò này bên phía tay trái nè. Mình với mấy đứa nhỏ đi khá sớm nên mới chưa có khách đâu. Mình với mấy đứa nhỏ là khách đầu tiên á. Quán này luôn luôn là quán đông khách. Ngay quán bún bò này thì cũng có cái phía xa kia là cái quán cà phê Tre Xanh á, sát bờ sông Sài Gòn luôn. Nên các bạn từ ngã tư các bạn quẹo tay phải vô, chạy tới cuối đường ngó bên tay trái là thấy vừa quán cà phê vừa là quán bún bò cạnh nhau luôn. Bạn cũng có thể uống cà phê kia vừa ăn bún bò, hoặc có thể ăn bún bò ở đây và quy cà phê cũng được. Đây là cái chỗ ngồi lý tưởng mà mình với tụi nhỏ hay thích ngồi. Có cái như cái nhà biệt lập gì nè, tại với mấy đứa nhỏ nó hay coi cá trong cái hồ đó, nó cũng không có cá kiển gì, chỉ là những cái con cá nhỏ thôi, có mấy con cá tai tượng hay cá gì lớn chứ mấy bé thích nó coi. Có con rồng hả? Nguồn gốc cái quán bún bò Huế này, đấy là người Huế nấu luôn các bạn. Nguồn gốc bún bò Huế này chắc cũng có mấy chục năm rồi, mình biết từ lúc còn ở trên Bình Quế á. Từ một cái quán nhỏ, tại quá đông khách nên ta phải xuống dưới đây người ta thuê cái chỗ địa điểm này. Cái chỗ để xe rất là thoải mái, để xe Honda, để xe ô tô được hết. Cái đường này không có cấm để ô tô bên đây. Các bạn thấy địa điểm lý tưởng không? Cái hướng này là hướng bờ sông Lô S á. Mình đảm bảo mấy bạn nào ở Thanh Đa Bình Quế đều biết quán bún bò này. Thì những cái clip này mình giới thiệu cái nét đặc trưng, thì mình hy vọng trong 5 năm, 10 năm nữa, nếu có sự thay đổi lớn nào về quy hoạch tổng thể ở Thanh Đa Bình Quế, thì những cái clip này là cái hồi niệm để những ai mà ở Thanh Đa Bình Quế đều nhớ. Cái quán cà phê Tre Xanh ở đây, còn cái bên cái hướng bên kia là cái quán bún bò mình đang giới thiệu. Buổi sáng ăn sáng đây cực kỳ mát mẻ và trong lành, mấy bạn thấy không? Cạnh sông Sài Gòn kìa. Bên hướng bên kia là quận 2. Từ nhà mình ra đây cũng nhanh, chỉ khoảng 10 phút. Chạy chậm thôi á. Phần ăn sáng của cha con mình đã có rồi kìa. Tím mày nói Tím ở nhà ăn cơm rồi, mẹ nấu cơm sớm cho ăn để đi chơi á. Thì nên My nó ép là hai chị em phải ăn hết tô lớn. Bún bò đây có đủ nè mấy bạn. Thịt nè, gân nè, chả cua nữa, giò nữa, chả nữa. Ba chị em nè, ngồi sát vô cho. Mình đây là một cái tô mình thường mình chỉ kêu thích ăn gân thôi, nhưng mà hôm nay mình kêu đầy đủ để các bạn xem. Đây có giò nè, lấy có giò, chả cua các bạn, giò, chả cua đây, gân, thịt bò, chả bò. Đây là dĩa rau, đây chỉ mình ăn rau thôi, một dĩa thôi. Như nó cười đó hai tiếng. Em biết thì chị. Đứa nhỏ rất là thích. My rất thích ăn ở đây. Bánh bún bò thì My thích ở đây. Ngon số 1 luôn mọi người ơi. Thì con ăn đi. Na cũng thích bún bò nhưng Na không thích thịt bò, nên Na chỉ ăn bún thôi. Phải xin một cái tô nữa để sớt ăn vậy. Vừa nguội mà vừa dễ ăn. Nhìn lên chào, cười chào mọi người. Hôm nay mình định chở mấy đứa nhỏ đi bảo tàng, định lên Củ Chi, thì có một cái bạn Củ Chi cũng rủ lên chơi.
Nhưng hôm nay bạn bận bận việc phải chở vợ về quê nên mình quyết định chở mấy đứa nhỏ đi bảo tàng. Ngon không con? Mẹ cũng hay dẫn con ăn không? À, đây là bé Tím nè, hôm nay có thêm nhân vật mới là bé Tím. À, hôm qua mình có nhà nấu chè chuối chưng, định quay cho mọi người xem với mấy đứa nhỏ ăn nữa. À, đã quay cái xong cái nó ngắt thành hai clip, cái clip sau chỉ có tiếng mà không có hình nên không có up lên được. Bạn thấy nàng rất là ngon đó. Ngon con, dạ ngon. À xin lỗi, tại ba phải không, ăn một cọng cho nó. Ở đây người ta cũng có để sẵn một ít ghế nhựa nè, để cho mấy bé mà có ngồi á, mình để nhiều cái lên cho bé nó ngồi nó dễ ăn. Nói chung người ta cũng rất là chu đáo. Giờ này đang là có chỗ, với nhiều khi lúc trưa khoảng 8 giờ 9 giờ ra là nhiều khi không có chỗ để ngồi các bạn. Cái tiệm bún bò này của chú Lộc với cô Hoa. Nếu bạn thấy cái bảng đề là bún bò Huế Hoa Lộc á. Thì mình cũng bắt đầu mình ăn nha, chứ để nói nhiều quá bún bò mình nó nguội. À. Con cho Tím thịt chứ. Ừ. Tại Na không ăn thịt nên nó chia nhau. Có bạn góp ý là cái mình đừng nên làm cái những cái chương trình mà giới thiệu cái ăn này, tại nó cũng không có hay. Nhưng mà thực sự các bạn không hiểu, nhưng mà đối với mình á, tất cả những cái gì mà những nơi mình bước chân đến ở Bình Quế, Thanh Đa hay những nơi mình ghé thăm, ghé ăn đều rất là quý báu với mình. Tại bây giờ thì không là cái giá trị gì, nhưng mà trong 5 năm hoặc 10 năm nữa thì như các bạn biết cái khu này là quy hoạch treo, thì 5-10 năm nữa chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn ở đây. Thì mình muốn lưu giữ tất cả để làm cái hồi niệm, hồi ức của mình, và cũng như cho những người ở Thanh Đa, Bình Quế sau này người ta muốn xem lại những cái nơi người ta đã ở, đã đi qua, đã ăn, thì người ta cũng rất là nhớ. Đối với mình tất cả đều là giá trị, nhưng mà có thể là cái thời gian nó sẽ trả lời cái điều đó, chứ hiện tại thì không có thể nói lên được điều gì. Thì chỗ nào cứ ngon, rẻ, sạch sẽ thì mình cứ giới thiệu cho các bạn. Tiếng nói ăn cơm rồi nhưng mà cũng ăn hết nửa phần rồi. Ngon ngon con. Na đi kêu nước trà đi uống. Con lại nói đàng hoàng, chị ơi cho em 2 ly trà ít đá. Na cũng hoàn thành cái phần của Na rồi đây nè. Ba mình lần đầu tiên Na mới nói được vậy chứ hồi trước ngại ha. Dạ. Na thì hơi nói nhiều nhưng mà nhút nhát hơn là Mi nhỏ. Tím cũng mới ăn xong rồi. Nói sao? Cảm ơn cô. Chị, cảm ơn chị là được rồi. Tìm cơm hút lại con lại nói một đứa lại nói. Ừ. Mình cũng ăn luôn cái phần thừa của Na nè.
À, ăn nữa hả? Đây nè con nè, con gấp qua đây ăn cho hết. Không, không tự gấp ăn, tự gấp, tự đút ăn. Ừ, không, ba không đút. Mà chả cua không mà ngon. Ngon. Cái nước đó nó rất là vừa ăn. À, không có mặn quá đúng không? Tím cũng khen vừa ăn. Nói chung là rất hài lòng. Nói chung ở đây cũng nhanh lẹ lắm, dù đông khách người ta cũng rất là lẹ làng. Thịt cũng ngon, nói chung là thịt cũng ngon. Gân cũng ngon, chả cua cũng ngon. Cái nước cũng ngon mi, cái nước quá đậm đà luôn. Đậm đà. Ngon, đậm đà trên đậm đà. 100/100. Đúng không? 100%. Cho mấy điểm? Tụi con là khách hàng, tụi con cho mấy điểm? 10 điểm. Ở đó 100 1 triệu điểm. Không. Có 100 điểm. Cho 1 tỷ điểm cho vậy. Trong tỷ điểm luôn hả? Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Nhất mọi người một ngày vui vẻ. Cha con mình hôm nay cũng rất là vui. Tại chở mấy đứa nhỏ đi chơi và chia sẻ cho bạn bè. Bye bye mọi người. Bye mọi người. Tiến chào mọi người nè con. Tạm biệt. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.